Long Y3 giới thiệu anh em đây là một sản phẩm rất là độc lạ nhé. Cái này thì nếu mà là thợ sửa chữa thì có thể là thấy 1 đến 2 lần rồi. Thường sẽ xuất hiện những dòng xe nhập khẩu. Thì cái này mình sẽ cho các bạn biết đây là bộ số tay dành cho xe điện. Đấy, ở đây nó có 4 số này. Chúng ta có thể để là số S, số D, số P này sẽ là số 1, 2, 3 chẳng hạn. Để chúng ta tăng tốc trên IC ấy. Còn cái R này thì chúng ta sẽ gắn vào cái dây số lùi. Đấy. Hoặc là có rất là nhiều cái ứng dụng khác nhau thì chúng ta có thể đặt ở cái D và S này thì nó sẽ là số chẳng hạn. Còn cái P này chúng ta có thể chuyển sang là thành một cái nấc an toàn. Nghĩa là khi chúng ta dừng xe chúng ta chuyển về P thì vặn ga nó sẽ không chạy chẳng hạn. Đấy. Nói chung là nó nhiều ứng dụng lắm. Hoặc anh em có thể nào chế vào đèn cũng được. Nó thay một cái công tắc đèn. Nhưng công tắc đèn này nếu mà chế vào đèn thì công suất nhỏ thôi thì nó sẽ chịu được. Còn công suất lớn quá thì nó sẽ không chịu được. Đấy. Thì nếu như các bạn nào mua cả bộ ấy, thì mình cũng có. Nó sẽ đi kèm tay ga như này thì nó đồng bộ, nhìn trông nó sẽ đẹp. Còn nếu mà anh em mua lẻ cái số này không thôi thì mình sẽ bán như thế này. Nó sẽ không đi kèm với cái tay phụ này nhá. Cái tay phụ này thì anh em có thể cắt cái tay zin ở trên xe anh em ra. Đấy. Cắt nó ngắn đi lại thôi và chúng ta có thể gắn nó vào như này. Đấy. Thực chất của nó là như này nhá. Anh em thấy không? Đấy, nhìn rất là đẹp, rất là hiện đại. Chế lên xe nhìn nó rất là độc lạ nhá.